Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về gạo lứt bao nhiêu tiền một ký. Thì để tìm hiểu vấn đề này, trước hết chúng ta sẽ điểm qua là gạo lứt bao nhiêu tiền một ký và nên mua gạo lứt ở đâu. Nếu như bạn đang quan tâm vấn đề này thì hãy tham khảo video mà Trang chia sẻ hôm nay cho bạn. Thì gạo lứt thì dường như cực kỳ quen thuộc đối với tất cả mọi người rồi. Thì đây là một trong những loại gạo có chứa nhiều vitamin nhóm B, E và các chất khoáng như là magie, sắt và chất xơ cực kỳ dồi dào. Và khi sử dụng gạo lứt thì không những mang đến cho tất cả các bạn cái việc chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất mà còn giúp cho chúng ta làm đẹp và ngăn ngừa một số bệnh, đặc biệt là cái bệnh béo phì và ngăn ngừa những cái bệnh ung thư cực kỳ tốt. Cho nên là gạo lứt được mọi người rất là ưa chuộng và thay thế những cái gạo thông thường để nấu trong bữa ăn của mình. Và ngày nay gạo lứt thì được chế biến thành rất nhiều các món ăn khác nhau. Bạn có thể nấu cơm gạo lứt nè, hoặc có thể dùng trà gạo lứt, hoặc là gạo lứt sấy đông biển, vân vân. Rất nhiều những món ăn được chế biến từ gạo lứt mang đến cái hàm lượng giá trị dinh dưỡng cũng như bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Và các bạn quan tâm là gạo lứt thì bao nhiêu tiền một ký? Thì cái giá này Trang đưa ra để cho tất cả các bạn tham khảo cũng như biết thêm về một số loại gạo lứt nữa bạn nhé. Gạo lứt bao nhiêu tiền một ký là vấn đề các bạn quan tâm. Thì giá dao động trên thị trường thì Trang tham khảo được thì khoảng 25.000 đến 55.000 đồng một ký, tùy thuộc vào bạn mua cái loại gạo lứt nào. Thì có 4 cái loại gạo lứt mà các bạn có thể biết qua cho mình. Thứ nhất đó là gạo lứt đỏ, có nghĩa là cái vỏ bên ngoài nó màu đỏ, cái màu ở bên ngoài hạt gạo đó màu đỏ, nhưng mà ở bên trong hạt gạo nó lại là màu trắng. Thì đây là loại gạo lứt thường. Thì bên cạnh đó thì cái giá nó dao động khoảng là 25.000 đồng một ký cho gạo lứt thường. Và cái gạo lứt này nó chứa cực kỳ giàu cái hàm lượng là chất xơ nè, vitamin và khoáng chất và vitamin E, đặc biệt là vitamin nhóm B, tốt cho sức khỏe của chúng ta, ngăn ngừa táo bón và cực kỳ hỗ trợ trong việc làm đẹp da hiệu quả. Và thứ hai đó chính là gạo lứt huyết rồng, có nghĩa là gạo lứt này nó có nguyên cái hạt gạo nó sẽ là màu đỏ hết, và nó đỏ và đặc biệt là nó còn luôn nguyên cám, cho nên là cực kỳ giàu chất đạm, chất xơ, vitamin, khoáng chất cung cấp vào cho cơ thể của chúng ta, rất tốt cho những người đang gặp tình trạng béo phì. Chúng ta sẽ ăn gạo lứt thay vì ăn cơm bình thường. Bên cạnh đó thì nó tốt cho hệ tim mạch, hệ tiêu hóa, làm đẹp da và đặc biệt có tác dụng phòng chống ung thư. Thì gạo lứt huyết rồng có giá dao động khoảng 45 đến 55 ngàn đồng một ký. Và thứ ba đó chính là gạo lứt trắng. Thì cái loại gạo lứt này khi bạn nấu cơm lên thì nó cực kỳ thơm và được sử dụng nhiều nhất là để làm bột cho em bé, hoặc là chúng ta nấu cháo cho em bé ăn, cực kỳ tốt và thơm, có mùi hấp dẫn, cho nên là rất là dễ ăn. Và gạo lứt này thì có giá là 35.000 đồng một ký. Và cuối cùng đó chính là gạo lứt đen. Đây được xem như là một trong những loại ngũ cốc cực kỳ giàu hàm lượng dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe của mọi người. Và gạo lứt đen thì nó có giá dao động khoảng là 45.000 đồng một ký. Như vậy là các bạn đã nắm qua 4 loại gạo lứt mà Trang vừa giới thiệu đến cho tất cả các bạn. Tùy thuộc vào nhu cầu của mình muốn sử dụng như thế nào thì bạn có thể chọn một cái loại gạo lứt phù hợp nhất để bạn nấu cho thay cho cái gạo bình thường trong cái bữa ăn của mình. Và những ai đang muốn giảm cân giữ dáng nè, hoặc là những ai đang thừa cân béo phì, những người đang gặp tình trạng về tiểu đường hoặc là tăng cholesterol trong máu thì bạn có thể tham khảo gạo lứt để mua về ăn. Thì hiện nay thì những người cao tuổi thì họ rất thích sử dụng gạo lứt thay cho gạo bình thường để nấu ăn trong hàng ngày, bởi vì bên cạnh những vitamin đó thì nó còn có chất xơ nữa, cho nên cực kỳ tốt. Vậy các bạn sẽ hỏi gạo lứt mua ở đâu là tốt nhất? Thì
thì bạn có thể đến những đại lý gạo, chúng ta hỏi và chọn mua loại gạo lứt nào đó mình muốn sử dụng thì sẽ tốt hơn. Hoặc là bạn có thể đặt hàng trên Meta thì họ sẽ đi giao tận nhà cho bạn, hoặc bạn vào các siêu thị và bách hóa đều có gạo lứt cho các bạn lựa chọn, và tùy thuộc vào bạn muốn mua bao nhiêu thì nó sẽ có giá tiền đó. Và cái mức giá của Trang đưa ra thì chỉ để tham khảo thôi, bởi vì trên thị trường cái giá của gạo lứt thì nó sẽ biến động theo thời gian, nó không cố định một mức giá như mà Trang nói các bạn nhé, bởi vì cái mức giá này là Trang tham khảo tại thời điểm này. Hy vọng với video chia sẻ ngày hôm nay thì bạn đã biết thêm cái giá trị dinh dưỡng mà gạo lứt mang đến cho mình trong việc chăm sóc sức khỏe như thế nào, cũng như hỗ trợ trong quá trình làm đẹp da cho tất cả các bạn. Và hãy chọn cho mình cơm gạo lứt để các bạn nấu ăn, bởi vì gạo lứt khi bạn ăn thì cũng sẽ rất là ngon, nhưng có nhiều người mới ăn lần đầu thì họ lại nói ăn không được. Chúng ta hãy tập từ từ, bởi vì những thực phẩm nào tốt cho sức khỏe thì bạn có thể dung nạp vào cho cơ thể của mình. Nếu như bạn thấy video của Trang chia sẻ ngày hôm nay hay, có cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang để bạn nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.